Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình tối nay, thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2024 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2024. Tỉnh ủy Sơn La gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các địa phương thăm chúc Tết nguyên lãnh đạo tỉnh và các đối tượng chính sách. Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng đến thời điểm này thị trường hàng hóa vẫn khá ảm đạm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2024 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2024, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu khai mạc phiên họp, điểm lại tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội tháng 1 tiếp tục đạt những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Kinh tế vĩ mô, cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều có nhiều tín hiệu tích cực ngay từ những tháng đầu năm. Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực. Công tác quy hoạch chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, ba đột phá chiến lược tiếp tục được thúc đẩy, tích cực chuẩn bị cho nhân dân vui xuân đón Tết. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh. Về nhiệm vụ tháng 2 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ thảo luận đánh giá tình hình, bài học kinh nghiệm, nhất là trong chỉ đạo điều hành, phản ứng chính sách. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp làm mới các động lực cũ, gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng, bổ sung, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, tìm giải pháp khắc phục đứt gãy chuỗi sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường đối ngoại, tập trung khai thác tối đa nguồn lực mà các tập đoàn, tổng công ty đang nắm giữ. Đặc biệt, trước mắt tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, chiều ngày mùng 1 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương tại đền thờ Bác Hồ, quảng trường Tây Bắc. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Đông cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Báo công với Bác, trong năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm, đầu tư theo hướng đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sơn La hứa tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên. Nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2024, làm tiền đề hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Sau lễ dâng hoa và dâng hương, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024.
Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Thào Xuân Sùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các đồng chí lão thành cách mạng, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng và các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp công sức, trí tuệ, xương máu xây dựng Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vững vàng lãnh đạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua sôi nổi, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15 và đón xuân Giáp Thìn 2024, mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới. Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng với tinh thần đoàn kết sáng tạo của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc. Chúng ta cùng tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết và cách mạng, chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, luôn xứng đáng với niềm tin cậy của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và anh hùng, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng của cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Sơn La đã vượt lên mọi khó khăn thách thức, giành được những thành quả to lớn về mọi mặt. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Sơn La phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2024. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững. Cũng tại chương trình, Tỉnh ủy Sơn La đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Sơn La lần thứ 2 năm 2024. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón xuân mới Giáp Thìn 2024, sáng ngày 1 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các gia đình chính sách có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sơn La. Cùng đi có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sơn La. Đoàn đã đến thăm hỏi gia đình ông La Tần Khôi Việt, lão thành cách mạng tổ 11 phường Quyết Thắng, gia đình ông Hà Văn Thu, cán bộ tiền khởi nghĩa tại bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng và gia đình ông Lê Duy Nghĩa, thương binh tại tổ 11 phường Trình Lề. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn mất mát, sự biết ơn sâu sắc, công lao đóng góp to lớn của các cá nhân và gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng động viên con cháu học tập noi theo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông cũng đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công với cách mạng, thường xuyên quan tâm thăm hỏi động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách, người có công khắc phục khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương Sơn La ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Cũng nhân dịp này, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc Tết các gia đình nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Cẩm Liên, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, gửi lời thăm hỏi, động viên và chúc Tết phu nhân đồng chí Cẩm Liên và thân nhân gia đình đang sinh sống tại thành phố Sơn La. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phương Lung, nguyên trưởng ban dân vận tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thăm hỏi, động viên, chúc Tết gia đình đồng chí Phương Lung nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng và đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh, đồng thời thăm hỏi sức khỏe và chúc các gia đình năm mới đón Tết đầm ấm vui tươi. Mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển. Đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã đến thăm tặng quà Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tại đây, đồng chí Lưu Minh Quân cùng đoàn công tác đã gửi lời chúc Tết tới Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, dồi dào sức khỏe, an lạc trên bước đường hành đạo cùng niềm tin hy vọng về sự phát triển ấn tượng trong năm mới, đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Đồng thời mong muốn chức sắc Phật tử gương mẫu thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, làm tốt vai trò đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, hướng dẫn tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển, giàu đẹp văn minh. Chiều ngày 1 tháng 2, bà Khăm Phâu Ân Thạ Văn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sơn La. Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thành Công đã thông tin với đoàn một số thành tựu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà tỉnh Sơn La đạt được trong năm vừa qua. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vượt lên và đạt được những kết quả quan trọng. Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Thành Công cũng mong muốn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La và Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp. Thay mặt đoàn công tác, Đại sứ Khăm Phâu Ân Thạ Văn trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dành thời gian đón tiếp. Qua buổi gặp mặt đã giúp cá nhân đại sứ và đoàn công tác hiểu rõ hơn những thành tựu kế hoạch của Sơn La trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là mối quan hệ hợp tác của tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cũng chúc lãnh đạo tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đón năm mới đầm ấm, vui vẻ và hạnh phúc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thăm tặng quà các đối tượng chính sách, học sinh khó khăn trên địa bàn với mong muốn nhà nhà, người người đều có Tết. Nhân dịp này, Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã đến thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn xã Triềng En, huyện Sông Mã. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã thăm hỏi, chúc Tết và tặng 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho 50 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 4 bình lọc nước phục vụ sinh hoạt cho hơn 400 em học sinh đang sinh hoạt bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Triềng En. Đây là niềm vui, là nguồn động viên kịp thời đối với các thầy cô giáo và các em học sinh, nhà trường, giúp các em học sinh cũng như các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Triềng En có thêm động lực trong cuộc sống, đón một cái Tết ấm áp hơn. Với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết, huyện Thuận Châu đã tổ chức thăm chúc Tết các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn với tổng kinh phí 145 triệu đồng. Theo đó, huyện đã tổ chức thăm tặng quà 290 đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, thân nhân bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học của 29 xã, thị trấn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Cùng với đó, huyện đã tổ chức thăm chúc Tết các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Sơn La đã tổ chức chương trình Chào Xuân Yêu Thương, trao tặng 61 suất quà Tết cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, tặng một sổ tiết kiệm cho em Đỗ Phương Thảo ở tổ 4 phường Tô Hiệu, mồ côi cha mẹ đang sống cùng ông bà ngoại trên 80 tuổi. Trước đó, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Sơn La cũng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các đối tượng thuộc diện người khuyết tật, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Triềng Cơi, Quyết Thắng, Triềng Sinh,
mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Với mục tiêu mọi người mọi nhà đều có Tết, Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam Vinasi đã phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Sung tổ chức chương trình Tết ấm tình người, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sung, huyện Mai Sơn. Tại chương trình, Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Sung đã trao tặng 120 suất quà cho các gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất gồm 200.000 đồng tiền mặt, 10 kg gạo và bánh kẹo, với mong muốn hỗ trợ góp Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Trường Sung đón Tết đầm ấm hơn. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại các chợ lớn, rất nhiều các mặt hàng phục vụ thị trường Tết được bày bán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này, người dân chưa mua sắm nhiều, sức tiêu thụ các mặt hàng chậm, không khí bán mua tại các chợ khá ảm đạm, trầm lắng. Ghi nhận của phóng viên tại chợ mùng 7 tháng 11. Thành phố Sơn La. Kinh doanh hoa tươi tại chợ mùng 7 tháng 11 đã lâu, nhưng chưa năm nào chị Vũ Thị Tỉnh thấy thị trường có vẻ trầm lắng như năm nay. Chỉ còn một ngày nữa là Tết Ông Công Ông Táo và hơn tuần nữa là Tết Nguyên đán, nhưng cũng chỉ có lác đác vài người đến mua cũng như đặt hoa cho gia đình. Chị Tỉnh chỉ dám lấy hoa cầm chừng, bán đến đâu lấy hàng đến đó, vừa bán vừa nghe ngóng thị trường. Hoa bán chậm đó vì dân đi chợ mua sắm sửa chưa thấy đi mua cả. Người ít lắm, ít người đi mua lắm, còn hoa giá cả thì năm nay hoa đắt hơn năm ngoái mà người dân chưa thấy đi mua. Thị trường tiêu dùng năm nay ảm đạm hơn năm trước do kinh tế còn khó khăn nên sức mua vẫn trầm lắng dù nguồn cung dồi dào. Hầu hết các tiểu thương tại chợ mùng 7 tháng 11 đều đang trải qua những ngày bán hàng không được như kỳ vọng. Mặc dù giá cả các mặt hàng ổn định, nhưng việc thưa vắng người mua đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiêu thụ hàng hóa tại đây. Nói chung là năm nay vẫn chậm lắm, mà mới sáng hôm nay 22 rồi mà bán hàng mới lác đác được vài người, bây giờ không bán được mấy. Bộ Công Thương dự kiến sức mua trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ. Đây cũng là kỳ vọng của những tiểu thương, những người kinh doanh buôn bán. Trong những ngày sắp tới, lượng người mua sẽ nhiều hơn, các mặt hàng sẽ được tiêu thụ nhanh hơn. Nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Mộc Châu trao huy hiệu đảng cho các đảng viên dịp mùng 3 tháng 2. Nâng cao trách nhiệm trong quản lý kinh doanh pháo dịp Tết. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, Đảng bộ huyện Mộc Châu đã tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Triềng Sơn và xã Đông Sang. Trong dịp này, Đảng bộ huyện Mộc Châu có 80 đảng viên được nhận huy hiệu đảng, trong đó xã Triềng Sơn có 7 đảng viên nhận huy hiệu đảng, xã Đông Sang có 3 đảng viên được nhận huy hiệu đảng. Phát biểu tại các lễ trao huy hiệu đảng, lãnh đạo huyện ủy Mộc Châu nhấn mạnh việc trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng thời mong muốn và tin tưởng các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như hiến kế để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Các đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng lần này cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận huy hiệu đảng, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên để cống hiến cho sự nghiệp phát triển của địa phương. Ngày 31 tháng 1, Hội đồng xét tuyển viên chức Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ đã tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023. Tham gia kỳ xét tuyển có 67 thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2. Mỗi thí sinh sẽ thực hiện bài sát hạch với 2 phần, kiến thức chung và kiến thức chuyên môn. Thí sinh trúng tuyển phải tham dự đủ phần phỏng vấn sát hạch theo quy định. Điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc. Người trúng tuyển có kết quả phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên nếu có cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng đối với từng vị trí việc làm. Tại kỳ xét tuyển lần này, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ sẽ tuyển dụng các viên chức vào vị trí công tác tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Qua đó góp phần tăng cường nguồn nhân lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện, đặc biệt là các đơn vị trường học thuộc các xã vùng sâu, vùng xa còn thiếu biên chế. Thưa quý vị và các bạn, khoảng thời gian cận Tết là thời điểm các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp nhất trong năm. Do đó, để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an tỉnh Sơn La đã chủ động
tăng cường nắm tình hình, triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới pháo nổ, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh pháo hoa trong dịp Tết. Đồng thời, hướng dẫn đăng ký sử dụng pháo đúng quy định để nhân dân vui xuân đón Tết trong an toàn. Buổi kiểm tra của tổ công tác liên ngành tại cửa hàng pháo hoa số 2, tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La. Qua kiểm tra thực tế, cửa hàng đã xuất trình giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, chứng từ hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có niêm yết giá theo quy định bảo đảm kinh doanh các sản phẩm pháo hoa. Để đảm bảo an toàn đối với mặt hàng kinh doanh pháo hoa của cửa hàng, chúng tôi cũng đã chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Hàng năm thì được lực lượng công an tập huấn và đã được cấp chứng chỉ về công tác phòng cháy chữa cháy. Đối với kho hàng của chúng tôi thì thực hiện nghiêm với các quy định như cắt nguồn điện, có trang thiết bị đầy đủ trong công tác phòng cháy chữa cháy. Để quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trên địa bàn, lực lượng công an thành phố Sơn La đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trên địa bàn quản lý, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý kịp thời, triệt để, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động, ký cam kết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng pháo, không để các vụ tai nạn về pháo nổ xảy ra trên địa bàn. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Quản lý Thị trường, Đội Phòng cháy chữa cháy Công an các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra các điều kiện về kinh doanh và đối với phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở cửa hàng kinh doanh pháo hoa trên địa bàn từng tỉnh và thực hiện tuyên truyền đến người dân các cơ sở kinh doanh không buôn bán kinh doanh pháo hoa khi chưa đủ các điều kiện về an ninh tự, và cũng thực hiện tuyên truyền với toàn thể người dân là không mua bán pháo hoa không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ và chỉ mua bán sử dụng pháo hoa tại các cơ sở kinh doanh đã được công an tỉnh cấp giấy phép đầy đủ điều kiện kinh doanh. Để nhân dân đón xuân vui Tết an toàn, cùng với sự vào cuộc chủ động, tích cực của lực lượng công an, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng pháo, chung tay góp phần xây dựng xã hội bình yên, an toàn, lành mạnh. Tối ngày 31 tháng 1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an thành phố Sơn La phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Mạnh Hà, sinh năm 1988, trú tại xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, đang có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Vật chứng thu giữ gồm một túi lưới, bên trong có chứa một cá thể là TT còn sống, trọng lượng gần 7,5 kg, một điện thoại di động, một xe máy. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Hà khai nhận mua cá thể TT nêu trên của Vì Văn Nương, trú tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, với giá 7,7 triệu đồng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Sơn La đã phối hợp với Công an xã Phiêng Khoài triệu tập Vì Văn Nương đến cơ quan công an. Đối tượng Nương khai nhận mua cá thể TT trên của một người không biết tên tuổi, quốc tịch Lào, với giá 7 triệu đồng. Khi mua được cá thể TT nêu trên, Nương đã gọi cho Hà và bán lại. Hà và Nương thỏa thuận khi nào bán được cá thể TT nêu trên, Hà sẽ trả tiền cho Nương. Tuy nhiên, khi Hà đang trong quá trình đi tiêu thụ qua địa bàn thành phố Sơn La thì bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.